Xin hân hoan chào mừng quý vị đã đến với kênh Hiệp Bá Đạo, kênh radio nói về công giáo, huyền thoại và tội ác. Xin hân hạnh được giới thiệu đến quý vị và các bạn phần tiếp theo. Các đạo thờ Thiên Chúa là những biến dạng của đạo thờ bò. Thực sự tôn giáo là một phản ứng tâm lý tự nhiên của con người trước thiên nhiên kỳ bí. Tuy nhiên, cũng như mọi hoạt động khác của con người, tôn giáo đã bị lạm dụng và gây ra không biết bao nhiêu tai họa cho con người. Tôn giáo nào cũng tự coi mình là một chiếc thuyền để chở con người đến bến bờ hạnh phúc. Nói khó nói, tôn giáo nào cũng coi cái thuyền của mình là duy nhất và duy nhất đi đúng hướng. Tín đồ phần đông đều mù quáng, chỉ biết gục đầu xuống tôn thờ chính cái thuyền của mình mà quên mất bến bờ hạnh phúc chung của nhân loại. Những người lái thuyền được mệnh danh là các vị lãnh đạo tinh thần, bận tâm đánh chìm các thuyền khác để củng cố địa vị độc tôn của tôn giáo mình. Do đó, chiến tranh tôn giáo đã xảy ra liên miên trong lịch sử và đến nay nó vẫn còn tiếp diễn dưới cả hai dạng nóng và lạnh trên khắp các lục địa. Nhiều người nhận thấy tôn giáo là mối nguy hiểm cho hòa bình thế giới nên họ muốn xóa bỏ mọi tôn giáo. Bắt đầu từ cuối thế kỷ 16 tại Âu Châu, phong trào soi sáng ra đời và dần dần phát triển thành phong trào bài trừ tôn giáo, nhằm thiết lập một chủ nghĩa nhân đạo tự do, lý tưởng giải thoát con người khỏi mối nguy hiểm do các tôn giáo gây ra đã được thể hiện rõ ràng nhất trong tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Hoa Kỳ trong sách American Government Politics and Political Control của ba tác giả Leon Schaff và Richardson. Trang năm 1995, trang 110 viết như sau. Tu chính án thứ nhất đòi hỏi thiết lập một bức tường ngăn cách giữa giáo hội và quốc gia. Và mặc dầu điều khoản thiết lập đó của tu chính án chỉ được áp dụng cho quốc hội, nhưng tối cao pháp viện đã quy định rằng nguyên tắc tách rời giáo hội ra khỏi quốc gia phải được áp dụng đồng đều cho liên bang cũng như mọi chính quyền địa phương theo tu chính án 14 của Hiến pháp. Theo đó, chính sách của chính quyền phải theo đuổi mục tiêu có tính thế tục hoặc vô tôn giáo. Chủ nghĩa thế tục hóa xã hội là một quan niệm mới về tôn giáo. Việc chính đáng của con người là lo phục vụ lợi ích của con người, chứ không thể bắt con người phải hy sinh để phục vụ thần linh. Con người là chính yếu trên thế gian này, chứ không phải là một vị thần nào cả. Con người được sinh ra trên thế gian không phải chỉ để lo cho một việc duy nhất là phải thờ phượng kính mến Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, để rồi quên khuấy mọi người xung quanh mình. Điều chúng ta cần phải quan tâm hiện nay là cái chết của nhân loại, chứ không phải là cái chết của Thượng Đế. Chủ nghĩa nhân đạo tự do là một tôn giáo không cần Thiên Chúa. Nói không cần Thiên Chúa không có nghĩa là không cần tôn giáo, vì không phải tôn giáo nào cũng là hữu thần, mà cũng có tôn giáo vô thần như đạo Phật chẳng hạn. Thực tế mà nói, Thiên Chúa chẳng qua chỉ là sự kéo dài những nhu cầu và ước vọng của con người. Thiên Chúa chỉ là tấm gương phản chiếu những mối lo sợ và những nỗi khao khát của xã hội, con người ở trong mỗi giai đoạn phát triển của nó. Thiên Chúa của Thánh Kinh hoàn toàn là một sản phẩm tưởng tượng của con người, nhưng lại là một thực tế hắc ám nhất trong đời sống nhân loại suốt trên 4.000 năm qua.
Nhớ, Thiên Chúa là sự tưởng tượng nha. Trong tác phẩm A History of God, trang 460, The New York Times, bestseller, Ballantyne Book, xuất bản năm 1993. Tác giả là nữ tiến sĩ Karen Armstrong, nguyên nữ tu công giáo và nguyên giáo sư đại học Leo Beck, Anh Quốc, đã viết rất chí lý như sau: cuốn sách này không phải là cuốn sử về Thiên Chúa thật, vì Thiên Chúa thật là điều không ai có thể tả được hoặc nói lên được. Ngài vượt ra ngoài thời gian và mọi sự đổi thay, nhưng đây là cuốn sử đề cập đến những nhận định về Thiên Chúa của những người đàn ông và đàn bà từ thời Abraham cho tới nay. Ý tưởng của con người về Thiên Chúa có lịch sử của nó. Vậy nói đến lịch sử Thiên Chúa là nói đến lịch sử các quan niệm của con người về Thiên Chúa. Nói cách khác, lịch sử Thiên Chúa là lịch sử hình thành các tôn giáo thờ một vị Thiên Chúa duy nhất, còn được gọi là Thiên Chúa giáo hoặc Độc Thần giáo. Đối với người Việt Nam chúng ta, vấn đề danh từ đã làm cho hầu hết chúng ta có những ngộ nhận về Thiên Chúa giáo. Danh từ Chichen Ten thường được dịch là Thiên Chúa giáo thật sự không được chính xác. Chichen Ten là Kitô giáo, vì nguyên ngữ của nó là Chich, Chúa Kitô. Chichen nên được dịch là người theo đạo Kitô, hoặc Kitô hữu, hoặc tín đồ Kitô, bao gồm tất cả những người tín thờ Giêsu là Chúa cứu thế. Chich. Không riêng gì những người công giáo tôn thờ và tin rằng Mít Giêsu là đấng cứu thế, Chúa Kitô, là những tín đồ chính thống giáo ở Nga, Hy Lạp, Đông Âu, Anh giáo ở Anh, Úc, Tân Tây Lan và hàng trăm giáo phái Tin Lành, Cơ Đốc, Phục Lâm, Baptist, Mormon, Methodist ở Hoa Kỳ và nhiều nước khác cũng đều tin như vậy cả. Đó là niềm tin Kitô. Ai có niềm tin Kitô thì người đó chính là Chichen. Tuy có cùng một niềm tin Kitô, nhưng những người anh em Kitô thường xuyên có chánh kiến, có thánh chiến với nhau và giết nhau như ngoé. Anh biết dùng từ này như thế nào. Nếu không có niềm tin Kitô quái đản đó thì người ta sẽ không còn lý do để chém giết nhau nữa. Tất cả các tôn giáo thời Giêsu và tin Ngài là đấng Kitô ngồi hai Thiên Chúa xuống thế làm người chuộc tội cứu thế đều được gọi chung là Kitô giáo. Công giáo chỉ là một ngành chính trong hệ thống các đạo Kitô, và toàn bộ các đạo Kitô cũng chỉ là một hệ phái trong hệ thống Độc Thần giáo. Cũng có cái gốc của hệ thống này là do Thái giáo. Sau hết, cả hai tôn giáo Độc Thần là do Thái giáo và Kitô giáo đã phát sinh một hệ phái thứ ba là Hồi giáo. Vào giữa thế kỷ thứ 7, người Việt Nam chúng ta thường lầm lẫn gọi Công giáo La Mã là Thiên Chúa giáo hoặc Đạo Thiên Chúa. Thực sự Thiên Chúa giáo bao gồm rất nhiều tôn giáo, bao gồm tất cả các đạo thờ Thiên Chúa của Thánh Kinh Cựu Ước do Thái, cùng những tín điều căn bản về thiên đàng, địa ngục, tổ tông loài người là Adam, Eva, thiên thần, truyền tin, Gabriel và tất cả đều nhận Abraham làm tổ phụ của tôn giáo mình. Đó là các đạo Do Thái, Kitô và đạo Hồi. Giêsu là một nhân vật có thật, được phỏng định sinh khoảng năm từ thứ 6 đến thứ 4 trước công nguyên. Kitô là một nhân vật thần thoại của Do Thái, bắt nguồn sâu xa từ huyền thoại Babylon đã có từ nhiều ngàn năm trước khi Do Thái lập quốc. Tiếng Việt Kitô được phiên âm từ tiếng Tây Ban Nha, Rito, do các giáo sĩ Tây Ban Nha đến giảng đạo ở nước ta lần đầu vào tiền bản thế kỷ thứ 16.
Trong những thế kỷ trước, người Công giáo Việt Nam phiên âm danh từ Christo thành Chúa Kyrisito. Trước năm 1954, các bài kinh giáo dân Việt Nam thường đọc có những câu như Chúa Kyrisito thương xót chúng tôi, Chúa Kyrisito nhậm lời chúng tôi. Sau năm 1954, danh từ Kyrisito đã được rút gọn lại thành Kitô. Các kinh sách Công giáo hiện nay đều viết Chúa Giêsu Kitô. Vậy thiết nghĩ chúng ta không nên dịch chữ Christianity là Thiên Chúa giáo mà nên dịch là Kitô giáo cho sát nghĩa. Kitô là một ý niệm đặc biệt của người Do Thái đã có từ nhiều thế kỷ trước khi Chúa Giêsu ra đời. Nguyên gốc tiếng Do Thái là Messiah, có nghĩa là một vị cứu tinh của dân tộc Do Thái. Vì đó thuộc dòng dõi vua David sẽ sinh ra và cứu dân tộc Do Thái thoát khỏi ách nô lệ ngoại bang, cuối cùng sẽ đưa dân tộc Do Thái lên một địa vị cao hơn các dân tộc khác. Lúc đầu tiếng Messiah chỉ có nghĩa là một minh quân David mới của Do Thái, hoặc là một đấng cứu Chúa của dân tộc đã được Chúa chọn. Nhưng với sự phát triển của giáo lý đạo Kitô, chữ Messiah đã bị biến nghĩa thành Chúa cứu thế chuộc tội nhân loại trong thế kỷ thứ tư và thứ ba trước Công nguyên. Do Thái bị Hy Lạp cai trị, những người giàu và giới quyền thế Do Thái hầu hết đều rất thông thạo tiếng Hy Lạp. Do đó các cuốn kinh thánh của đạo Do Thái đã được dịch sang tiếng Hy Lạp từ vài trăm năm trước Công nguyên. Chữ Messiah của Do Thái đã được người Hy Lạp dịch ra là Christos. Tiếng Anh và tiếng Pháp sau này phiên âm thành chữ chết. Tiếng Latin là tiếng Christus. Tiếng Tây Ban Nha là Christo. Công giáo Việt Nam chịu ảnh hưởng của các cố đạo. Xin lỗi quý vị các bạn, những cái từ ngữ tên riêng của các nước được dịch theo mỗi một vùng miền. Mình thì mình đọc theo cái cách của tiếng Anh, chứ thật sự cái cách tiếng phát âm của tiếng Pháp nó khác. Chữ Christos là chữ Christos, đánh dần theo tiếng Việt. Còn tiếng Tây Ban Nha thì nó cũng dùng tiếng Anh rất là nhiều, cho nên là Christo, cái O đó thì mình đọc là Christo. Mà xin ra tiếp tục, Tây Ban Nha đã phiên âm tên của Chúa và các thánh từ tiếng Tây Ban Nha. Thí dụ tiếng có một cái bản thôi thì mình xin các bạn, mình sẽ chua cái phần thí dụ các thứ tiếng này nằm ở trong cái phần mô tả của tên. Mời các bạn bấm xuống và theo dõi. Chúa Giêsu là một người thật, còn Chúa Kitô là một nhân vật huyền thoại được tạo thành do sự mong ước của dân tộc Do Thái. Đặc tính của Chúa Kitô là giải thoát mọi người bị áp bức theo định nghĩa của tiên tri Isaiah. Thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên, người Do Thái không công nhận Giêsu là Kitô vì Giêsu đã không làm nổi cái công việc giải cứu những người bị áp bức. Tới nay, người Do Thái vẫn tin rằng Chúa cứu thế Kitô chưa ra đời. Họ chỉ tôn thờ Thiên Chúa mà họ gọi là Jehovah, xưa kia tổ tiên của họ gọi là Elohim. Đối với những người theo đạo Kitô thì Jehovah là Đức Chúa Cha, Giêsu là Đức Chúa Con và ngôi thứ ba của Thiên Chúa, tức Đức Chúa Thánh Thần. Ba ngôi Thiên Chúa là một Đức Chúa Trời. Đó là quan niệm của Kitô giáo về Thiên Chúa. Những người Hồi giáo tôn thờ Thiên Chúa của đạo Do Thái, tiếng Ả Rập gọi là Allah God, tức là Đức Chúa Cha của đạo Kitô. Họ coi các vị lập các đạo này từ Abraham đến Môi-se và Giê-xu là các thánh tiên tri. Đạo Do Thái và đạo Hồi quan niệm Thiên Chúa là duy nhất, khác với đạo Kitô quan niệm Thiên Chúa ba ngôi. Theo người Tây Phương, bao gồm các quốc gia Âu Mỹ, Do Thái và Ả Rập, Thiên Chúa giáo là các tôn giáo thờ một Thiên Chúa
được mệnh danh là độc thần giáo. Danh từ Monotheism xuất phát từ tiếng Hy Lạp Mono là một, theo là Thiên Chúa. Theo quan điểm của người Tây Phương thì Thiên Chúa Giáo tức độc thần giáo gồm có bốn đạo. Một, khởi đầu là đạo Do Thái nguyên thủy, là đạo thờ bò Elf. Hai, đạo Do Thái hiện nay do Môi-se lập ra từ năm 1250 trước công nguyên, thờ Jehovah. Ba, giữa thế kỷ thứ nhất, đạo Kitô nguyên thủy xuất hiện và tồn tại đầu đến đầu thế kỷ thứ tư, quan niệm về Thiên Chúa ba ngôi chưa thành hình. Đế quốc La Mã đã tiêu diệt các giáo phái Kitô nguyên thủy để lập ra đạo phục tùng đế quốc là Công giáo La Mã. Quan niệm về Thiên Chúa ba ngôi xuất hiện trong cộng đồng đầu tiên tại Nicaea năm 325 và phải đợi đến thế kỷ thứ năm quan niệm Thiên Chúa ba ngôi mới được kiện toàn bởi nhà thần học người Argentina và Augustine năm 396 đến 430. Danh từ Công giáo La Mã Roman Catholic có nghĩa là một công giáo phái, là một giáo phái Công giáo trong hệ thống Kitô giáo thuộc quyền cai quản của Giáo hoàng ở Vatican. Ngoài Công giáo La Mã còn nhiều giáo hội Công giáo khác không có liên hệ gì tới Vatican như Công giáo Hy Lạp, Công giáo Ai Cập và Ethiopia, Coptic, Công giáo Nam Phi với giám mục nổi tiếng Edmond, vân vân. Công giáo La Mã cũng chỉ từ là một ngành lớn trong hệ thống Kitô giáo. Ngoài Công giáo La Mã ra còn có nhiều công tôn giáo khác cũng là Kitô giáo nhưng chính thống giáo Anh giáo và hàng vài trăm giáo phái Tin Lành độc lập khác. Các từ điển Anh Việt, Pháp Việt thường dịch chữ Chitenary, Pháp Chitenison là Thiên Chúa giáo đều sai lầm bởi căn ngữ của Chitenity là Church, Chúa Kitô. Do đó chúng ta nên dịch Chitenity là Kitô giáo, Chiten là tín đồ đạo Kitô hoặc Kitô hữu. Kitô giáo chỉ là một trong ba ngành của Thiên Chúa giáo mà thôi. Hai ngành kia là Do Thái giáo và Hồi giáo. Thiên Chúa giáo là sản phẩm văn hóa của Tây Phương. Vậy muốn hiểu đúng nghĩa tôn giáo này, chúng ta nên hiểu Thiên Chúa giáo là độc thần giáo. Theo quan điểm của họ, quan điểm của Tây Phương về từ ngữ Heathen cũng có một ý nghĩa đặc biệt. Nếu chúng ta dịch Heathen là ngoại đạo, chúng ta sẽ hiểu sai ý nghĩa đích thực của nó. Các từ điển website Webster và American đều định nghĩa từ ngữ Heathen rõ ràng. Từ ngữ Heathen ngoại đạo được dùng để chỉ những người hoặc những tôn giáo nằm ngoài hệ thống độc thần giáo, bao gồm đạo Do Thái, đạo Kitô và đạo Hồi. Đồng thời nó cũng là cho ta thấy cái nhìn chủ quan rất cao ngạo của Thiên Chúa giáo, coi mọi người ngoại đạo là những kẻ ngu dốt, thiếu văn minh, hoặc nói trắng ra là mọi rợ. Thực sự Thiên Chúa giáo chỉ là những biến thái của đạo thờ bò, chẳng có gì đáng làm cho họ hãnh diện. Đạo Do Thái. Trên phương tiện lịch sử khách quan, Thiên Chúa giáo đã khởi nguồn từ đạo thờ bò eo của Abraham và biến thể thành đạo Do Thái của Môi-se đến thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Do Thái giáo bị phân tán thành ba giáo phái là Pharisees, Sadducees và Essenes. Gia đình Giê-xu vốn theo giáo phái của Pharisees là giáo phái chiếm giữ đền thờ Jerusalem nên cha mẹ Giê-xu thường đưa con đến đây dự lễ. Năm 30 tuổi, Giê-xu bỏ Pharisees theo giáo phái Essenes của John the Baptist và được John Baptist ban phép rửa tội trên sông Giô-đan để gia nhập giáo phái này. Từ đó Giê-xu bị ảnh hưởng sâu đậm giáo lý của John, nên ngày nay các học giả Tây Phương đã coi giáo phái Essenes là tiền thân của đạo Kitô. Họ gọi giáo phái Essenes là đạo Kitô trước Giê-xu. Chiten, đạo Do Thái là gốc của Thiên Chúa giáo
hiện chỉ có 14 triệu tín đồ trên khắp thế giới. 2. Đạo Kitô. Đạo Kitô không phải là được sáng lập bởi Giêsu mà thực sự đã được thành lập bởi Phao-lô, tức Phao-lô sinh năm thứ 5 sau Công nguyên, chết năm 67. Nên các học giả Tây phương thường gọi đạo Kitô là thần học của Phao-lô. Lúc đầu đạo này lấy danh xưng của Kitô giáo vì họ tôn Giêsu lên làm Chúa Kitô và ghép liền hai từ này thành một, thành Giêsu chết, Giêsu Kitô. Sau gần 3 thế kỷ, mặc dầu bị các hoàng đế La Mã giết hại rất nhiều, đạo Kitô vẫn bành trướng ra khắp đế quốc La Mã và các nước cận đông. Hoàng đế La Mã Constantine 285-337 nhận thấy không thể tiêu diệt đạo Kitô bằng vũ lực vì các tín đồ đạo này rất cuồng tín. Do đó vào năm 313, Constantine đã quyết định bỏ lệnh cấm đạo Kitô năm 325. Y triệu tập cộng đồng Nice để thống nhất và củng cố đạo Kitô nhằm mục đích biến nó thành một vũ khí lợi xâm lược thế giới. Khẩu hiệu của y là In hoc singo vinces, với dấu hiệu thánh giá ta sẽ chiến thắng toàn cầu. Trong tình hình thế giới hiện nay, khối Ả Rập Hồi giáo cuồng tín với chủ nghĩa khủng bố quốc tế đang đứng trước nguy cơ sẽ bị tiêu diệt bởi sức mạnh quân sự của Mỹ và đồng minh. Công giáo La Mã bề ngoài có vẻ như vẫn còn nguyên vẹn, thực sự đầu não của nó là Tòa Thánh Vatican đã bị đảo chánh trong cộng đồng Vatican II. Vào tháng 10 năm 1962, đó là cuộc cách mạng tháng 10. Trong nội bộ giáo hội công giáo, phe bảo thủ của giáo hoàng Pio thứ 12 và Spellman đã bị lật đổ, cho nên các sản phẩm của tên giáo hoàng Bạo Chúa Mafia Pio thứ 12 và Spellman là anh em của Kennedy và anh em Ngô Đình Diệm đều bị thủ tiêu trong tháng 11 năm 1963. Giáo hoàng Jean Paul đệ nhị bề ngoài là kẻ đứng đầu giáo hội Hội Thánh Công giáo, nhưng thực sự y chỉ là một gã tài xế lái xe theo kính chiếu hậu. Ban tham mưu giấu mặt điều khiển giáo hoàng và giáo hội Công giáo hiện nay là những chích khêu lên, chủ tâm tiêu diệt Công giáo theo mô hình từ trong ra ngoài và từ đỉnh đổ xuống đến một thời điểm thích hợp không xa. Nhóm người minh triết cứu tinh nhân loại sẽ hướng dẫn giáo hoàng lái chiếc xe giáo hội Công giáo La Mã lao xuống vực thẳm tự hủy. Đó là ngày tận thế của giáo hội tội ác Công giáo La Mã. Công giáo La Mã hiện đang nằm trên miệng hố diệt vong. Trong thế kỷ thứ 21, hai tôn giáo lớn nhất của hệ thống Thiên Chúa giáo là Công giáo và Hồi giáo đều không bị tiêu diệt hoàn toàn thì cũng sẽ không còn là những lực lượng có đủ khả năng khuynh đảo tình thế thế giới như trước nữa. Đó là một thực tế không thể đảo ngược. Nhân loại nhờ đó sẽ có được một cuộc sống mới thanh bình, thịnh trị trong sự hòa hợp, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, để cùng xây dựng và phát triển văn minh hạnh phúc cho toàn thế giới, không phân biệt màu da, giai cấp, văn hóa. Nhân loại đã đến lúc tỉnh giấc ngủ mê để giành lại vườn địa đàng của mình từ nay, từ tay những tên thiên chúa độc ác và giả tạo như Elohim, Jehovah, Allah của cái gọi là Kinh Thánh Cựu Ước. Bài viết này đã hết. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Thì qua một cái đoạn mình đã, các bạn có để ý không? Một cái đoạn mình xin được nhắc lại là ban tham mưu giấu mặt điều khiển giáo hoàng và giáo hội Công giáo hiện nay là những chích khiêu lơ. Chích khiêu lơ có nghĩa là kẻ chủ tâm tiêu diệt Công giáo theo mô hình từ trong ra ngoài và từ đỉnh đổ xuống đến một thời điểm thích hợp không xa. Nhóm người minh triết cứu tinh nhân loại sẽ hướng dẫn giáo hoàng lái chiếc xe giáo hội Công giáo La Mã lao xuống vực thẳm tự hủy. Đó là ngày tận thế của giáo hội tội ác Công giáo La Mã. Công giáo La Mã hiện
đang nằm trên miệng hố diệt vong. Các bạn xin lưu ý vấn đề này. Nếu các bạn có theo đạo Kitô hoặc là đạo nào chăng nữa, đạo Hồi hoặc là những thành phần mà theo dị giáo đó, thì các bạn nên chú ý vấn đề này. Tại vì con người ở trong giáo hoàng thật sự ra không có quyền bằng cái ban lãnh đạo của Vatican II, Vatican I. Xin mến chào các bạn, nhớ đăng ký kênh để được có những clip mới.